sản phẩm Dermato 200 với chiết xuất Gunjun, Nguyệt Quế, Hương Thảo, Hạt Nêm giúp ngăn ngừa nấm da đầu, phục hồi tái tạo da đầu, ngăn ngừa tình trạng rụng tóc hiệu quả. Các thành phần dược liệu trong Dermato 200 giúp kích thích mọc tóc trong thời gian nhanh nhất, đồng thời giữ nếp hiệu quả cho mọi loại tóc nam và nữ, cảm nhận mái tóc vào nếp chắc khỏe mỗi ngày. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các thành phần dược liệu của sản phẩm không những đẩy lùi các yếu tố nguy cơ gây rụng tóc mà còn kích thích nang tóc phát triển, kích thích tóc tăng trưởng nhanh, tăng độ đàn hồi cho sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và dày hơn. Hai bước của mái tóc chắc khỏe cùng Dermato 200. Bước 1. Vội sạch đầu với dầu gội phù hợp và lau thật khô tóc. Khuyên bạn nên sử dụng dầu gội Antisol để đạt hiệu quả tốt nhất. Bước 2. Sau khi tóc khô, cho một lượng gel Dermato 200 vào lòng bàn tay, xoa đều và bôi lên tóc. Tiếp tục massage 15 giây để các dưỡng chất thấm đều vào da đầu. Sau đó, bạn có thể tạo kiểu tóc theo ý muốn. Bạn lưu ý nên sử dụng Dermato 200 thường xuyên ngày 2 lần vào buổi tối và sáng sớm trong vòng 30 ngày để có kết quả tốt nhất.